đau quá trời luôn. Cái sàn nhà đất này chắc không an toàn nữa rồi. Phải bảo bà gánh lại cái sàn gỗ mới được. Chắc ba mình bây giờ đang ở trên nhà. Để mình lên mình bảo ba. Ủa mẹ đâu ta? Sáng này mẹ đi đâu rồi? Ba ơi. Ủa? Ba đâu mà sao nay nhà mình khác vậy? Hay là thôi để mình tự làm rồi. Cái rìu chứ toàn là nhựa không ba đâu. Ok, chúng ta đi kẹp gỗ thôi. Một đúng một cây luôn nè. Các bạn ơi, sau một hồi chặt gỗ thì nấp mất hiện. Đây là cây xương rồng. Ủa mà cái gì vậy ta? Nó xuất hiện trong ba một hồi này vậy ta? Đúc thông minh bảo. Xén. Mà các bạn biết cái xén là cái gì không? Nước biết nè. Cái xén là dùng để hút bọ ăn. What the hell? Nhưng mà nay mẹ nấp. Mẹ nấp không có ở nhà lên nấp lấy múc đất rồi. Các bạn đừng nhắc mẹ nấp nha. Mét mẹ nấp là chắc nấp tiêu đời quá. Ui dạ. Bây giờ thì chúng ta lắp miếng lót gỗ này vào. Chơi gì kì vậy? Ủa phần đó mình chưa đào ra hả ta? Đào ra. Ủa các bạn ơi, có cái rương. Các bạn ơi có cái rương. Ồ cuốn sách. Ủa mà mình nhớ hồi lúc mình đào lỗ trong xương ở đó thì làm gì có cái rương ta? Hay là ba mẹ gửi lại lời nhắn cho mình? Hãy mở ra xem nhắn mới được. Em trai thông muốn. Khoan. Em trai. Ủa mà là ai vậy ta? À mình nhớ rồi. Anh Pro. Bro. Trời ơi. Người mình nó bốc mùi luôn rồi kìa các bạn. Tệ thật. Tí nữa phải đi tắm mới được. Nhất đã ở dơ hơn 3 tháng rồi. Khi em đọc được lời nhắn này thì anh đã đưa ba mẹ rồi khỏi. Trời ơi hèn chi. Hèn chi sáng nay ba mẹ đi đâu mất tiêu luôn. Trời ơi. Ủa mà sao anh hai đưa ba mẹ đi lại không đưa mình đi ta? Thật là kỳ lạ đó nha. Tại sao ư? Anh biết được em đã được cứu thoát khỏi nhà bà phù thủy gần làng và thân xác lẫn linh hồn của bà ta đã bị vướng phải một lần khi mà tên kẻ cô độc. Nên khi em gặp được bà ta, em sẽ bị dính lời người nguy hiểm đến tính mạng. Rất xin lỗi vì ta không giúp gì, nhưng ta có thứ này mong nó sẽ bảo vệ được cho em. Đi đến cột đèn hiệp trong làng, nhìn sang bên phải của nó. Bên phải của nó tại bên này nè. Đó, bên phải của nó đó.
và em sẽ thoát mũi tên mình ngủ. Hãy đi theo hướng mũi tên và đi qua cây cầu gỗ, mong em sẽ thấy nó. Mong anh bình an, thân với em rồi. Thì ra anh hai biết mình bị dính thần quyền á. Chắc chắn mình phải tin lời anh hai rồi. Tại vì anh hai được mà không là skip thằng Thái nữa, nên anh mới có được cái tên pro như vậy. Thank you kia. Cũng mà sao, hồi lúc anh hai dạy mình làm nó chỉ có một màu trắng thôi mà, sao giờ nó có bảy màu luôn vậy? Nhìn sang bên phải. Ok rồi, đi theo mũi tên. Ủa mà nó đang chỉ về hướng nào vậy? A few moments later. Nhất nhì ba bét sắn xếp biệt. Đầu ăn đầu cá chết. Nằm mê con lúc có cái mướp to. Ở bên tay hả? Đi thôi. Cậu đâu? Ủa sao chỗ đây không có cậu? Nhảy luôn. Cậu chơi ngu rồi. Ủa mà vì chị mình phải đi cầu ta. Mình đã ở dưới 3 tháng rồi. Nope. Không, đó ở sạch mà. Mà thôi, mình cũng nghe được mùi hôi trên người mình rồi, nên mình quyết định là đi cầu. Đi cầu đó nha, chứ không phải đi cầu kia đâu. Các bạn đừng có nghĩ vậy. Đi cầu. Đi cầu, ô thấy rồi các bạn. Wow. Đi cầu. Ôi, nó tắm luôn. Vui quá các bạn ơi. Mà đi tới đây là trời cũng tối luôn á. Cái gì gì lạ quá trời. Nó sáng lên rồi kìa. Đọc hết luôn. Có quạt nè, nãy giờ đi. Nãy giờ đi lội xuống nước giờ tham cho nó khô chơi. Chỗ đây có công tắc nữa nè. Đéo vào. Có một có tất hai stack táo vàng luôn các bạn. Có vẻ đây là phòng của anh trai mình một chút nhỉ. Sắm hả? Mà thế này rẻ ôm. Kim cương kia. Ủa ai rẻ quá. Có máy tính nè. Trời ơi các bạn nhìn thấy nó đổ kính không? Làm như đi sâu diễn thời trang mà nó vắt lên đầu vậy. Đẹp quá. Chưa bao giờ thấy mình đẹp trai hơn lúc này. Mà thôi, tối rồi thì đi ngủ. Sao lại có cái ghế thổ cổ đây nhỉ? Nhìn thấp lắm. Thôi, đi ra để mình khám phá tiếp căn nhà nè. Đá nền, đá nền. Áo đá nền. Quần đá nền. Và giày đá nền. Kiếm hết diện tất cả. Wow. Các bạn ơi, các bạn thấy nút có ngầu không? Mà để nút tắt kiếm ở sau lưng nè. Các bạn thấy chưa? Thấy kiếm nút tắt sau lưng chưa? Quá là ngầu đi hả? Để nút coi thử cái kiếm này bao nhiêu đam nha. 99.000, 999 sức tấn công. Trời ơi. Mà chắc nó cũng chẳng mạnh bằng cái que của mẹ nấp đó he. Mỗi lần mẹ nấp dùng que đánh nấp là một cả tí đam nhỉ.
nút trâu lắm, nút cho cái tưởng ra đeo kính luôn. Ồ vui quá, sáng là vui. Ồ mà đi lên, mà đi lên cách nào đẹp ta. Ồ lên. Ồ ồ ồ lên được rồi các bạn. Tắt đẹp, trời sáng là phải tắt đèn các bạn hiểu không. Ở ngoài đây có cái ban công nữa nè. Ồ bầu trời không ơi, đến anh ấy tóc vàng nè, đi lấy miếng thịt, miếng cá, có cá không, có cá không, không có cá, có cá không, sao toàn đi không vậy, bánh mì, à có bánh mì, mình sẽ làm bánh mì. Chị đóng vớt được. Được rồi. Ủa anh bò táo già nó trong đây vậy? Bị ngáo à. Được rồi. Anh thôi. Trời ngon quá các bạn ơi. Ok, là mình đã lấy được cái kiếm anh hai mình cho mình và một bộ giáp đá người nữa. Và bây giờ Nước sẽ làm một việc cao cả mà hồi giờ trong gia đình Nước chưa ai làm, đó là đi sang. Ok các bạn ơi, vậy bây giờ chúng ta đi sang nha. Mình nghe nói ở trước cổng hang kìa có rất nhiều. Ui mình có bé ta. Các ngươi có biết ta là ai không? Chắc các ngươi nghe giọng ta cũng quen quen chứ gì. Các ngươi xem tập trước thì chị ta vì không hoàn thành nhiệm vụ nên đã bị chết một cách thê thảm. Nên bây giờ ta sẽ báo thù thay cho chị ta. Thì tôi cũng rất đáng ghét lắm. Bây giờ hắn phải chết. Mặc dù hắn đang bị dính lời miệng của chị ta, nhưng ta sẽ để cho hắn chết một cách thê thảm hơn. Bây giờ ta sẽ đi vào hang tìm đội quân zombie của chị ta. Đây rồi. Ơi, nãy giờ đi chả được con nào cả. Hay là chúng ta xuống dưới hang động xem một vài con zombie đi. Ủa sao dưới hang động này có ánh đèn? Đèn đuốc không được để thật. Ê, có hết kìa. Ê cô zombie, ngươi nhìn đi đâu vậy? Có thể nhờ được cô ta, có thể nào mà nhờ được không? Thường ngươi dẫn đội quân của ngươi đi tiêu diệt một thành có tên là Đúc được không? À muốn ta tiêu diệt thành nước hả? Không có dễ đâu. Bà phải trả công ra cho tụi ta. Ok, nếu ngươi hoàn thành thì ta sẽ trả công cho các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi ăn thịt bọn dân làng trong làng của thành nước đó. Ok, nghe mối này hấp dẫn đó. Chúng tôi sẽ làm. Bà hãy cho chúng tôi biết thầy nó đã ở đâu và tôi sẽ giết hắn giúp bà. Thầy nó đó hả? Bây giờ nó đã sang nhà anh trai nó rồi. Nó chắc chắn nó sẽ về làm. Nên các ngươi phải đến làm việc nó vào tối hôm sau. Được, giờ bà đi đi. Mọi chuyện cứ để chúng tôi lo. Ta nghe hết rồi. Vậy là bọn chúng sẽ kiếm ta ở trong làng. Được rồi, giờ ta sẽ đi về bảo vệ dân làng.
A few moments later. Ok các bạn ơi, trời cũng đã tối rồi, chắc chắn thì bọn Yumi nó sẽ đến đây nhanh thôi. Và bây giờ mình phải đi thôn làng mới được. Mà zombie kia rồi, đứng lại. Lát chết đi. Sao cắt người nhanh ạ? Tôi hết rồi. Người. Trời ơi, bọn nó ập tới xong quá. Đấy. Hút thời gian. Căng hết. Ôi, đâu ra một cái. Ôi, không được rồi. Nhà của các chú nhưng mà lại bị vây. Ông kia sao ngu thế hả? Bị đâu vây rồi, cứu hết. Mà ai cứu mất chơi. Hết rồi hả? Còn cái gì bao vây không? Trời ơi, con ngươi là kỳ cuối cùng đúng không? Đâu rồi, ngươi dám tóc biến. Các bạn ơi, các bạn ơi, sau một đêm thì tụi zombie nó đã bứt mình banh giáp luôn rồi. Và chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên để lại cho mình một like, một share. Nhớ comment cho mình biết ý kiến của bạn thế nào. Và muốn mình tập sau làm về cái gì nha. Ok, bye các bạn. Thôi không sao, ta đã có thứ này còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần đối với con zombie đó. Và ta cũng chẳng thể khinh thường thằng núp đó được, khi mà nó đã có bộ vũ khí của Pharaoh trao tặng. Ha.